Hey, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay cái mẫu túi đeo hông lại tiếp tục về hàng. Thì tôi sẽ nói sơ qua về cái mẫu túi này. Cái mẫu túi này thì nó sẽ đeo ngang hông của chúng ta, có nghĩa là đeo ngang vô cái chỗ sợi dây nịt ấy, đeo ngang với vị trí sợi dây nịt. Còn anh em nào không thích đeo vô vị trí sợi dây nịt thì anh em có thể đeo qua cái vai của mình được. Đó, đeo chéo qua như thế này đều được. Đó, cái mẫu này tên của nó là tên mẫu túi đeo hông nha anh em. Thì anh em thích mẫu này thì cứ điện đến báo cho chúng tôi là túi đeo hông. Đó, riêng về cái mẫu này á, thì chiều ngang của nó là khoảng tầm hơn một gang tay một tí, và chiều cao nó cũng tầm hơn một gang tay một tí. Đó thì sơ lược là như thế, thì nó sẽ có là một ngăn, hai ngăn, ba ngăn và bốn ngăn. Đó, những cái ngăn như thế này thì anh em có thể đựng được rất chi là nhiều đồ luôn. Đó, tôi nói ví dụ cái ngăn này anh em có thể là bỏ cả điện thoại này, bóp tiền vô này. Đó, anh em thấy là những cái sản phẩm này là xài rất chi là tiện dụng, được nhiều anh em ưa thích nè. Đó là cái ngăn ngoài thôi nha anh em, tôi mới nói cái ngăn ngoài thôi. Đó, rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ có cái ngăn ở trong này, chúng ta có thể là đựng được là rất chi là nhiều đồ ở đây nữa nè. Rồi cái ngăn này nữa, anh em có thể là đựng rất chi là nhiều bộ giò. Đây là giò gà ha, nếu anh em thích bỏ giò cu hay giò gì vô đây đều được hết. Đó, anh em thấy một cái sản phẩm rất chi là rẻ, cái mẫu này chỉ có trăm mấy ngàn thôi nhưng mà xài rất chi là tiện dụng. Đó, rồi anh em còn cái ngăn lớn này ở trong nữa thì anh em có thể đựng được gì đây, lo điều khiển từ xa anh em có thể bỏ vô đây, chai nước anh em cũng có thể bỏ vô đây, hai chai nước nữa, còn rất chi là nhiều chỗ rộng nha tất cả. Đó, thì anh em sẽ mang ngăn hông. Đó, thì anh em có thể sẽ mang ngăn hông. Đó, nó có chút bấm như thế này. Đó, anh em mang ngăn hông hoặc là anh em mang chéo qua như cái giỏ bình thường cũng được. Nó thì tùy ý anh em thích mẫu, thích mang như thế nào là quyền của tất cả các anh em ha. Đó, rất chi là tiện dụng. Đó, biển ngang hơn một gang tay một tí, chiều cao thì khoảng tầm một gang tay. Nó thì đây là mẫu túi ngăn đeo hông ha, hàng bằng vải trần ri rất chi là bền bỉ này. Đó, anh em nào thích thì có thể điện thoại trực tiếp đến số điện thoại đang xuất hiện trên màn hình, hoặc là anh em nhắn tin qua Zalo số điện thoại đang xuất hiện trên màn hình. Facebook, YouTube thì anh em tìm vào phụ kiện đi rừng Thanh Tuấn ha. Rồi xin chúc anh em xem video một ngày thật thành công.